Xin chào các bạn. Cuối cùng thì chiếc LG G Pad 8.3 cũng được bán ra chính hãng. Nhưng mà ở đây có một chút sự khác biệt, đó là thay vì cái tên G Pad thì chiếc 8.3 này chúng ta bán ra thị trường Việt Nam gọi là G Tablet. Đây là một cái phương thức đổi tên và nói chung là cách đóng hộp của nó thì không có sự khác biệt một chút nào. Nhưng mình vẫn xin gửi các bạn bài mẫu hộp với chiếc máy trên bảng LG mà tất cả chúng ta đều đang chờ đợi. Ở đây mình có một cái hộp khác, đó chính là cái phụ kiện dành cho G Pad 8.3. Thì mình sẽ ưu tiên mở nó trước đi, tại vì cái G Pad thì mình đã mở cho các bạn rồi. Sản phẩm này chính hãng của LG, khi bạn mua máy hiện nay, những người mua sớm nhất thì sẽ được tặng. Đó, chất liệu của nó làm rất là đẹp. Mặt sau này của nó thì làm bằng khung toàn bộ bằng nhựa hết. Một chất lượng nhựa khá là cứng. Nó bảo vệ ở những cái góc bốn cạnh này là những cái phần mà các bạn khi rơi sẽ bị tiếp xúc với máy tính bảng chúng ta nhiều. À, chúng ta khoét hai lỗ hai bên này để có thể mở rộng được loa ngoài, không bị che chắn mất phần âm thanh. Ở đây là camera chính của chúng ta. Cái mặt bên ngoài này là nhìn vào sẽ biết ngay là nó được dán chứ không phải là làm liền với nhau. Cái phần bên dưới này là tất cả đều được dán hết. Các bạn sau này có khi nó bong ra cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Cái chất liệu mặt còn lại chúng ta thì là một chất liệu mềm. Bên trong này sờ rất là thích, cảm giác như nhờ sờ vào nhung lụa vậy, cực kỳ là đã luôn. Bên ngoài thì chúng ta sẽ có chất liệu nó chống bám bẩn, chống mồ hôi. Là một chất liệu rất là sang trọng, chúng ta sờ vào nó thích và nó bóng bẩy hơn nhiều. Và nó ghi rất là rõ là For G Tablet 8.3. Về cái phụ kiện này thì trong này chúng ta còn có một cái phần miếng dán để chúng ta dán vào cái phần tiếp xúc ở đây. Đó. Mình chả biết dán vào chỗ nào nữa, đoán vậy thôi. Và bây giờ mình sẽ quay lại với chiếc G Tablet 8.3. Chiếc máy tính bảng của LG này là phiên bản chính hãng được phân phối tại thị trường Việt Nam. Nó có hai màu trắng và đen, nhưng mà trên hình của hộp thì đều in hình màu trắng. Các bạn muốn xem thì phải xin ở bên cạnh này, nó ghi là trắng và đen khác nhau. Mặt sau in một số thông tin như là vi xử lý 600. Nó sử dụng cái màn hình 8,3 inch Full HD, sử dụng tấm nền IPS rất là đẹp. Công nghệ Wi-Fi, Bluetooth, công nghệ Android, vân vân. Và mình sẽ mở hộp của chiếc máy này. Nó sẽ được bảo hành 1 năm chính hãng tại thị trường Việt Nam của chúng ta. Đây, đây là chiếc G Tablet 8.3 màu đen. Lần trước thì mình đã giới thiệu bạn màu trắng. Chà, chất liệu bằng nhôm nên mà mặt sau của nó sờ rất là mát. Chúng ta sẽ có giấy bảo hành của LG, xác nhận sử dụng tiếng Việt, có cục sạc, cáp kết nối và như đã thấy là chúng ta sẽ không có tai nghe, không có thêm một cái gì khác. À, như vậy là hết rồi. Quay trở lại với chiếc G Pad 8.3 của mình thì nó vẫn thiết kế rất là đẹp, đặc biệt màu đen trông có vẻ quyến rũ hơn màu trắng. Nó có một điểm nhấn, đó là cái màn đen này nó thể hiện nó liền mạch với cái viền luôn. Trên màu trắng các bạn sẽ nhận rõ ra đâu là màn hình, đâu là viền, nhưng trên màu đen có lẽ chúng ta không thể nhìn ra được. Màn hình IPS này khi tắt thì nó thể hiện độ sâu rất là kinh khủng khiếp luôn, tương tự như màn hình AMOLED. Bên trên này là logo của LG, có camera trước. Mặt sau này, ôi đẹp như tiên cười, đẹp như tiên đang tắm. Thì các bạn đã thấy là chúng ta sẽ có cái mặt làm bằng nhôm. Thì trên màu đen này chúng ta sẽ thấy dấu vân tay mồ hôi nó rõ hơn một chút so với màu trắng. Hai loa ngoài ở hai bên, bên trên camera của chúng ta. Mà bên cạnh phải là phím nguồn và tăng giảm âm lượng. Cạnh trái chúng ta hoàn toàn không có gì. Bên dưới là cổng sạc kết nối micro USB, mic đàm thoại. Và bên trên này chúng ta chỉ có khay cắm thẻ nhớ mở rộng và cũng như ra cắm tai nghe. Cái chiếc G Pad 8.3 hay là Việt Nam chúng ta sẽ gọi là G Tablet thì nó dùng rất là thích. Đây là một trong những cái chiếc máy tính bảng 8 inch mà chúng ta hiếm hoi có trên thị trường. Bên cạnh Galaxy Tab 3 8.0, Note 8.0 và chiếc iPad mini Retina cũng như iPad mini đầu tiên. Thì cái máy tính bảng này mình có cá nhân sử dụng thì nó đeo lại cái màn hình cực kỳ tuyệt vời. Có góc nhìn rộng, cái màu sắc của nó nịnh mắt và nó bị ám vàng khá là nặng và rõ ràng. Màu vàng giúp cho mọi người có thể xem cũng như đọc báo buổi tối nó dễ chịu hơn. Hiệu năng của nó rất là tốt và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mình. Nó có rất nhiều phần mềm thông minh tương tự như G2 như là gõ hai lần để chúng ta khóa tắt máy, những tính năng chạy đa nhiệm quick slide vân vân. G Pad 8.3 thì mình đã có rất nhiều bài đánh giá chi tiết cũng như so sánh với nó. Các bạn quan tâm hãy subscribe kênh S Channel và xem thêm những video chi tiết về sản phẩm này và đừng quên xem mức giá của nó tại trang 7s.com.vn. Hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.